Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Thăm dò trước giờ G, lợi thế của Phó Tổng thống Kamala Harris so với các cuộc bầu cử trước. Khi cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 đến gần, các cuộc thăm dò dư luận đang chỉ ra rằng Phó Tổng thống Kamala Harris đang ở trong một cuộc đua căng thẳng với cựu Tổng thống Donald Trump. Dữ liệu khảo sát cho thấy, lợi thế của bà Harris thấp hơn so với những người tiền nhiệm của đảng Dân Chủ, ông Joe Biden vào năm 2020 và bà Hillary Clinton vào năm 2016, vào thời điểm tương tự trong các cuộc bầu cử trước. Theo thông tin từ tờ Newsweek, tỷ lệ ủng hộ bà Harris hiện đang ở mức khiêm tốn so với ông Trump. Cụ thể, dữ liệu khảo sát từ The Guardian vào ngày 30 tháng 10 cho thấy bà Harris có 47% sự ủng hộ, trong khi ông Trump là 46%. Kết quả này đã giữ nguyên từ ngày 24 tháng 10. Đối với trang phân tích thăm dò Fivetti, Harris đang dẫn trước với tỷ lệ ủng hộ 48% so với 46,8% của Trump. Tuy nhiên, một cuộc thăm dò khác từ RealClearPolitics lại cho thấy ông Trump đang nhỉnh hơn 0,3 điểm, với tỷ lệ ủng hộ là 48,4% so với 48,1% của bà Harris. Sự phân tích từ các chuyên gia cũng cho thấy một bức tranh không đồng nhất về tỷ lệ ủng hộ. Theo khảo sát của Nexiver, bà Harris có tỷ lệ ủng hộ là 48,5%, cao hơn 1,1 điểm so với ông Trump, người có tỷ lệ ủng hộ là 47,4%. Khảo sát từ New York Times cũng cho thấy sự ủng hộ bà Harris ở mức 49%, trong khi ông Trump đứng ở mức 48%. Điều đáng chú ý là sự khác biệt rõ rệt giữa tình hình hiện tại với các cuộc bầu cử trước đó. Trước khi diễn ra cuộc bầu cử năm 2020, ông Biden đã dẫn trước Trump tới 8,4 điểm theo kết quả thăm dò của Fivetti. Ông Biden không chỉ có lợi thế lớn trong các cuộc khảo sát mà còn giành được tỷ lệ ủng hộ cao trong các cuộc khảo sát khác như của RealClearPolitics và 270TOWIN. Tương tự, trong cuộc bầu cử năm 2016, bà Clinton cũng đã dẫn trước Trump 6,2 điểm, nhưng cuối cùng lại thất bại về số phiếu đại cử tri, mặc dù bà giành chiến thắng về số phiếu phổ thông. Tính đến ngày 1 tháng 11, Fivetti cho thấy bà Harris dẫn trước ông Trump 1,4 điểm trên toàn quốc, nhưng điều đáng lưu ý là ông Trump được đánh giá có 52% cơ hội thắng cử, trong khi cơ hội của Harris chỉ là 48%. Dự báo từ Nexiver cũng cho thấy xu hướng nghiêng về phía ứng viên đảng Cộng Hòa, với 53,8% cơ hội chiến thắng cho Trump so với 48,8% cho bà Harris. Kết quả thăm dò hiện tại đã phản ánh rõ rệt một cuộc đua cạnh tranh khốc liệt, với những tín hiệu cho thấy cả hai ứng viên đều có khả năng tạo ra sự khác biệt trong những ngày sắp tới. Với tình hình chính trị căng thẳng và sự tham gia của cử tri ngày càng tăng, cuộc bầu cử này có thể trở thành một trong những sự kiện được theo dõi chặt chẽ nhất trong lịch sử chính trị Mỹ. Sự ủng hộ của cử tri và những diễn biến trong vài ngày tới sẽ quyết định ai sẽ trở thành tổng thống tiếp theo của nước Mỹ. Bà Harris dẫn trước ông Trump tại các bang bức tường xanh. Trong bối cảnh cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2024 đang đến gần, Phó Tổng thống Kamala Harris đã ghi nhận những kết quả khả quan tại các bang chiến trường được gọi là bức tường xanh. Đây là ba bang Michigan, Wisconsin và Pennsylvania, nơi được dự đoán là chìa khóa quyết định cho chiến thắng của bà. Tổng cộng, ba bang này nắm giữ 44 phiếu bầu của đại cử tri đoàn, với Pennsylvania chiếm 19 phiếu, Michigan 15 phiếu và Wisconsin 10 phiếu. Các cuộc thăm dò mới nhất do Maris thực hiện đã chỉ ra rằng bà Harris đang dẫn trước cựu Tổng thống Donald Trump với tỷ lệ ủng hộ 50% so với 48% ở cả Michigan và Pennsylvania. Ở Wisconsin, bà cũng duy trì ưu thế nhỏ với tỷ lệ 51% so với 48% cho ông Trump. Dữ liệu này được thu thập từ các cuộc khảo sát diễn ra từ ngày 27 đến 30 tháng 10. Và mặc dù tất cả kết quả đều nằm trong biên độ sai số, nhưng vẫn cho thấy bà Harris đang có những tín hiệu tích cực. Trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020, chính Tổng thống Joe Biden đã giành toàn bộ số phiếu đại cử tri tại các bang bức tường xanh này, góp phần quan trọng giúp ông đánh bại ông Trump. Ngược lại, trong cuộc bầu cử năm 2016, ông Trump đã có được chiến thắng tại đây với chỉ khoảng 78.000 phiếu phổ thông. Điều này cho thấy sự cạnh tranh khốc liệt giữa hai đảng tại các bang này. Những lợi thế mà bà Harris nắm giữ hiện tại chủ yếu nhờ vào sự ủng hộ của cử tri độc lập,
những người dường như đang chuyển hướng lá phiếu về phía bà trong những ngày cuối của chiến dịch bầu cử. Việc thu hút được sự đồng tình từ nhóm cử tri này có thể tạo ra sự khác biệt lớn trong kết quả bầu cử. Tuy nhiên, bất chấp những tín hiệu tích cực, dự báo của Nate Silver cho thấy ông Trump vẫn có cơ hội 24,4% để giành chiến thắng tại cả 7 bang chiến trường, trong đó có Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, North Carolina, Pennsylvania và Wisconsin. Điều này cho thấy rằng cuộc đua vẫn còn rất căng thẳng và không thể dự đoán. Để giành chiến thắng trong cuộc bầu cử vào ngày 5 tháng 11 tới, bà Harris sẽ cần phải giữ vững và mở rộng lợi thế tại cả 3 bang bức tường xanh. Chiến thắng tại đây không chỉ giúp bà củng cố vị trí của mình mà còn ngăn chặn khả năng xảy ra những kết quả bất ngờ từ các bang khác. Những ngày tới sẽ là thời điểm quyết định, khi mà mỗi lá phiếu đều có thể tạo ra ảnh hưởng lớn đến tương lai chính trị của Mỹ. Dân chủ chuẩn bị kế hoạch ứng phó nếu ông Trump tuyên bố thắng sớm. Đảng Dân Chủ chuẩn bị kế hoạch ứng phó nếu cựu Tổng thống Trump tuyên bố giành chiến thắng sớm khi phiếu bầu chưa đếm xong, tương tự như ông đã làm trong cuộc bầu cử Mỹ năm 2020. Một số quan chức trong Đảng Dân Chủ và đội ngũ tranh cử của Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris nói với hãng tin Reuters hôm 1 tháng 11 rằng Dân Chủ đang chuẩn bị một phản ứng nhanh chóng trong trường hợp cựu Tổng thống Donald Trump cố gắng tuyên bố chiến thắng khi phiếu bầu vẫn đang đếm, như ông đã làm trong cuộc bầu cử năm 2020. Theo Reuters, ông Trump, ứng viên Tổng thống của Đảng Cộng Hòa, từng nói rằng ông hy vọng có thể tuyên bố chiến thắng vào ngày bầu cử Mỹ, ngày 5 tháng 11. Mặc dù các chuyên gia bầu cử đã cảnh báo rằng có thể mất vài ngày để biết kết quả cuối cùng, đặc biệt là nếu có yêu cầu kiểm phiếu lại ở một số khu vực quan trọng. Người chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ thường được các hãng truyền thông lớn công bố dựa phân tích số phiếu bầu do các ứng viên bầu cử Mỹ cung cấp. Mặc dù đôi khi các ứng viên có thể tuyên bố thắng trước khi các hãng này công bố, nhưng việc làm như vậy trước khi người chiến thắng ít nhất có thể được coi là rõ ràng là điều bất thường. Trước đó, hôm 30 tháng 10, bà Harris cũng cảnh báo: "Chúng tôi rất buồn khi phải chuẩn bị nếu ông Trump làm như vậy và nếu chúng tôi biết rằng ông ấy thực sự đang thao túng báo chí và cố gắng thao túng sự đồng thuận của người dân Mỹ, chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng để ứng phó." Bà Harris không đưa ra chi tiết về những sự chuẩn bị đó, nhưng 6 quan chức của Đảng Dân Chủ và chiến dịch tranh cử của bà Harris cho biết cuộc chiến ban đầu chống lại bất kỳ tuyên bố chiến thắng sớm nào của ông Trump sẽ diễn ra tại tòa án của dư luận. Đảng Dân Chủ sẽ sử dụng các phương tiện truyền thông để đưa ra yêu cầu rằng tất cả các phiếu bầu phải được kiểm trước khi chiến thắng được công bố. "Ngay khi ông tuyên bố chiến thắng một cách chưa chính xác, chúng tôi sẵn sàng lên truyền hình và cung cấp sự thật cũng như khai thác mạng lưới rộng lớn những người có thể sử dụng ảnh hưởng của mình để chống lại điều đó", một quan chức cấp cao của Đảng Dân Chủ nói với Reuters. Năm 2020, ông Trump tuyên bố mình là người chiến thắng vào sáng sớm ngày bầu cử Mỹ, ngày 3 tháng 11, 3 ngày trước khi các kênh truyền hình đầu tiên đưa tin về người chiến thắng. Cuối cùng, ông Trump đã thua đối thủ Đảng Dân Chủ Joe Biden. Ông Trump chưa bao giờ chấp nhận kết quả và tiếp tục khẳng định sai sự thật rằng kết quả bầu cử Mỹ đã bị đánh cắp. Ông Steve Bannon, một đồng minh chủ chốt của ông Trump, cho rằng cựu tổng thống nên nhanh chóng tuyên bố chiến thắng. Đội ngũ tranh cử của ông Trump nói với Reuters rằng ứng viên Đảng Cộng Hòa sẽ đấu tranh giành mọi phiếu bầu cho đến khi các điểm bỏ phiếu đóng cửa, nhưng không trả lời trực tiếp câu hỏi về việc liệu ông Trump có dự định tuyên bố chiến thắng trước khi các hãng truyền thông công bố hay không. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và đừng quên chúng tôi cập nhật rất nhiều thông tin mới nhất ở tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại!